5 điều sau đây chúng ta cần biết về cái bệnh lý về tiền tiểu đường. Có lẽ rất là nhiều người chúng ta biết cái bệnh về tiểu đường đúng không nhỉ? Tuy nhiên thì cái tiền tiểu đường nó là một trong những cái mà chúng ta cần phải thực sự quan tâm về nó. Bởi vì sao? Bởi vì cái tỷ lệ mà người mà bị tiền tiểu đường nó rất là cao. Ví dụ như theo một cái thống kê ở bên Mỹ, những người trưởng thành ấy thì có lên đến 35% là bị tiểu đường ở những người trưởng thành. Tức là 3 người thì có một người bị tiền tiểu đường rồi. Trong khi đó là chúng ta không biết là mình bị cái tiền tiểu đường như thế này. Rất là nhiều người đây, giống như rất là nhiều người chúng ta đang xem cái video này, chúng ta đang bị tiền tiểu đường mà chúng ta không biết. Và khi mà cái tiền tiểu đường đấy nó có thể nó sẽ chuyển sang cái bệnh lý về tiểu đường, chúng ta đặt câu hỏi là tiểu đường thì nó sẽ không thể nào mà điều trị khỏi được, nhưng tiền tiểu đường thì chúng ta có thể đảo ngược lại để trở thành bình thường. Và đây chính là cái mà chúng ta cần phải hiểu rõ về nó để làm sao chúng ta không chuyển sang cái vấn đề liên quan cái tiểu đường của chúng ta. Đầu tiên chúng ta sẽ phải hiểu nó là cái bệnh lý về tiền tiểu đường là gì. Bản chất của nó giống như là một cái bệnh về tiểu đường thôi. Nó là một cái bệnh lý liên quan đến rối loạn chuyển hóa. Và cơ thể chúng ta nó sẽ có cái giai đoạn là các chỉ số về đường huyết là bình thường này. Sau đó thì cái chỉ số đường huyết cao này, hay là chúng ta về cái bệnh lý về tiểu đường, và nó sẽ là ở cái giữa. Và ở đây người ta sẽ lấy một cái ví dụ như này, đó là cái lúc mà cơ thể chúng ta đang vật lộn để đấu tranh giữa cái việc mà nó chuyển thành bệnh tiểu đường hay là nó quay trở lại bình thường, thì đấy chính là cái giai đoạn mà chúng ta gọi là tiền tiểu đường của chúng ta đấy. Tại thời điểm này thì bắt đầu cái xét nghiệm về đường huyết của nó bắt đầu tăng cao lên, vượt qua cái ngưỡng bình thường một chút, tức là ngưỡng hơi cao nhưng mà nó chưa đến cái ngưỡng mà để mà chúng ta gọi nó là bệnh lý. Nên là đây chính là một trong những cái mà chúng ta cần để mà đảo ngược nó. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là làm sao để chúng ta có thể là chúng ta phát hiện được cái bệnh lý về tiền tiểu đường như này. Nếu như mà chúng ta biết được ấy, thì có lẽ chúng ta đã dự phòng rồi. Nhưng bởi vì các triệu chứng của nó không hề rõ ràng một chút nào cả, và có lên trên đến 80%, trên 80% những người đang bị tiền tiểu đường mà chúng ta không biết là mình bị tiền tiểu đường. Bởi vì nó không có một cái triệu chứng nào cả. Một số người thì chúng ta sẽ có một số những cái triệu chứng nhưng mà nó cũng không điển hình lắm. Cái triệu chứng nó giống như là triệu chứng về tiểu đường. Chẳng hạn như chúng ta sẽ có cái cảm giác là khát nhiều hơn này, hay là chúng ta có cảm giác là thèm ăn nhiều hơn này. Thì đấy chính là những cái triệu chứng liên quan giống như là cái bệnh lý tiểu đường của chúng ta. Chúng ta sẽ có những cái triệu chứng nữa là như là mệt mỏi, chúng ta có cảm giác mệt mỏi nhiều hơn. Chúng ta có những cái triệu chứng như là bắt đầu mờ mắt này. Một số trường hợp thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có sụt cân này, mặc dù là chúng ta vẫn ăn uống bình thường này. Hay là chúng ta thấy là chúng ta sẽ đi tiểu nhiều hơn này. Thì đấy là những cái triệu chứng mà có lẽ là đây là những triệu chứng mà nó sẽ rõ ràng hơn ở đối với những người mà tiểu đường. Nhưng một số những người mà tiền tiểu đường nó cũng có, nhưng mà nó không rõ ràng. Tức là cái tỷ lệ mà những triệu chứng này nó không nhiều. Bởi vì thế mà cái quá trình mà chúng ta chuyển tiếp từ cái một cái tình trạng đường huyết bình thường sang một cái người bệnh lý về đái tháo đường chẳng hạn, thì có thể nó sẽ kéo dài trong vòng tầm khoảng cỡ 10 năm chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Và chúng ta cần phải trong cái khoảng thời gian đấy để mà chúng ta đảo ngược nó lại. Và cái giai đoạn mà chúng ta tiền tiểu đường nó có thể nó kéo dài tầm 5 cho đến 10 năm chứ không phải là 1 ngày, 2 ngày đâu. Và nếu như mà chúng ta biết được ấy, thì chúng ta sẽ đảo ngược lại được. Nhưng bởi vì chúng ta không biết, bởi vì cái triệu chứng nó không rõ ràng, nên là chúng ta không để ý đến cái bệnh lý của chúng ta. Có rất là nhiều người chúng ta vẫn sống khỏe mạnh bình thường, trong khi đó thì cái đường huyết trong cơ thể chúng ta nó đã tăng cao rồi. Thế thì làm sao để mà chúng ta chắc chắn được mình có bị tiểu đường hay không, tiền tiểu đường hay không? Thì đây là cái yếu tố, cái quan trọng, rất là quan trọng để mà chúng ta lưu ý cái vấn đề này. Chỉ có một cách duy nhất, đó là xét nghiệm đường huyết. Xét nghiệm đường huyết đấy là cái cách duy nhất để chúng ta biết được mình có bị tiền tiểu đường hay không. Ví dụ như là đối với một người bình thường ấy, thì khi mà chúng ta xét nghiệm đường huyết thì cái chỉ số đường huyết nó đâu đấy tầm 100mg trên DL hay là 5,6 mmol trên lít. Thì đây là cái chỉ số xét nghiệm đường huyết bình thường. Còn một người mà tiền tiểu đường ấy, thì cái trị số của nó là từ 100 cho đến 125mg trên DL hoặc là từ 5,6 cho đến 7mm trên lít. Thì đấy là đối với cái trị số của một người bình thường. Và nếu như mà trên 126 thì chúng ta lại chuẩn đoán là tiểu đường rồi, hay là trên 7mm trên lít là chúng ta chuẩn đoán tiểu đường. Thế thì ở đây mọi người nhớ, từ 100 cho đến 125mg trên DL hoặc là từ 5,6 cho đến 7mm trên lít, thì đấy là cái mà chúng ta là ở trong cái giai đoạn là tiền tiểu đường. Và ở cái giai đoạn này chúng ta có thể đảo ngược lại trở về bình thường. Còn nếu như mà chúng ta không phát hiện, chúng ta không thay đổi cái lối sống của chúng ta, thì nó lại chuyển sang cái giai đoạn mà tiểu đường của chúng ta.
Ngoài ra nữa thì nó sẽ có một cái xét nghiệm nữa, đó là cái xét nghiệm HbA1c. Thì đây cũng là một cái xét nghiệm để mà chúng ta chẩn đoán được cái tiền tiểu đường của chúng ta. Thì đối với một người mà bình thường thì cái chỉ số HbA1c thì nó là dưới 5,7%, nhưng đối với một người tiền tiểu đường thì nó là từ 5,7 cho đến 6,4%, còn đối với tiểu đường thì nó trên 6,5%, thì đấy là cái chỉ số HbA1c. Tuy nhiên thì gần như là chúng ta đã không có một cái thói quen để mà chúng ta đi xét nghiệm về cái đường huyết như thế này. Nên là khi mà chúng ta đã biết đã có triệu chứng thì thường nó đã chuyển sang cái giai đoạn muộn của chúng ta, là giai đoạn mà tiểu đường rồi hay là đái tháo đường rồi. Nên là cái việc mà chúng ta sàng lọc nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì thế mà bác sĩ Ngọc có mở ra một cái phòng khám, nó gọi là cái phòng khám thứ 7. Và tại cái phòng khám này ấy, thì bác sĩ Ngọc sẽ sàng lọc toàn bộ những cái xét nghiệm đường huyết cho mọi người miễn phí. Nên là cứ thứ 7 hàng tuần ấy, thì mọi người có thể là chúng ta sẽ đăng ký ở đây, thì có thể là khám miễn phí, siêu âm miễn phí và xét nghiệm mỡ máu và xét nghiệm đường huyết miễn phí. Tuy nhiên thì trong cái xét nghiệm đường huyết ấy, thì là ở đây thì chỉ xét nghiệm được mỗi cái đường máu thôi, còn cái xét nghiệm về HbA1c thì cái chi phí nó rất là đắt, nên là nếu như mà số lượng lớn thì cái việc mà mấy anh em trong bác sĩ không thể nào mà đủ tiền để mà chi trả được, nên là chỉ chi trả được mỗi cái glucose. Nhưng chỉ cần cái glucose là chúng ta đã có thể là chúng ta sàng lọc được là chúng ta có nguy cơ về đường huyết hay không. Và nếu như mà chúng ta sàng lọc được là có cái nguy cơ đường huyết rồi thì có thể chúng ta sẽ làm thêm những cái xét nghiệm chuyên sâu nữa, thì lúc đấy thì có thể là mọi người sẽ là bỏ thêm một chút tiền, hoặc là mọi người sẽ là đi xét nghiệm thêm. Thế thì đấy chính là cái mà cái quan trọng nhất trong cái việc mà kiểm soát đường huyết, đó là cái xét nghiệm đường huyết máu. Một số người chúng ta sẽ mua một cái xét nghiệm đường huyết tại nhà, chúng ta chích máu ở đầu ngón tay, thì đấy là chủ yếu để chúng ta sẽ theo dõi cái đường huyết của chúng ta thôi. Nhưng mà để chẩn đoán thì bắt buộc nó phải là xét nghiệm đường huyết ở trong máu của chúng ta thì chúng ta mới chẩn đoán được. Thì đấy là cái điều thứ ba mà chúng ta sẽ phải cần hiểu về cái tiền tiểu đường của chúng ta, là cái xét nghiệm mà chắc chắn nhất là cái việc mà xét nghiệm về đường huyết hay là cái HbA1c. Chúng ta sẽ cái tiếp theo nữa mà bác sĩ Ngọc muốn chia sẻ đó là gì? Đó là rất là nhiều người chúng ta không đi xét nghiệm được, thì có cách nào để mà chúng ta có thể là chúng ta nghĩ đến mình có nguy cơ cao hay không, hay là mình có một cái yếu tố nào để mình nghĩ là mình có khả năng là mình bị mắc cái tiền tiểu đường hay không, để mà chúng ta sẽ là đi kiểm tra. Bởi vì không phải ai chúng ta cũng sẽ là có nguy cơ. Thế thì ở đây một số những cái đối tượng mà có yếu tố nguy cơ cao để mà chúng ta đi xét nghiệm cái tiền tiểu đường này. Đầu tiên đó là những người mà trên 45 tuổi. Mọi người lưu ý, mọi người có thể là chúng ta sẽ nốt lại, chúng ta comment xuống. Cái thứ hai đó là chúng ta có thừa cân và béo phì, tức là chỉ số BMI trên 23 là chúng ta cũng nên đi kiểm tra cái đường huyết này. Những người mà có huyết áp cao là chúng ta cũng nên đi kiểm tra. Những người mà có tiểu đường thai kỳ, đặc biệt là một số chị em phụ nữ mà trong cái quá trình mang thai chúng ta được chẩn đoán là tiểu đường thai kỳ, thì cũng có nguy cơ là chúng ta sẽ bị đái tháo đường. Chúng ta là những người mà chúng ta có yếu tố di truyền, tức là trong gia đình của chúng ta có người mà bị tiểu đường thì mình cũng nên đi kiểm tra. Những người mà chúng ta hút thuốc lá nhiều thì cũng sẽ có nguy cơ tiểu đường. Và cái cuối cùng đó là cái lối sống và cái chế độ ăn uống của chúng ta. Chúng ta ăn uống quá vô độ, chúng ta ăn nhiều thịt, chúng ta ăn quá nhiều, hay là chúng ta hạn chế cái việc mà vận động, chúng ta ít tập thể dục, thì đấy cũng là những người đối tượng mà có yếu tố nguy cơ cao. Thì chúng ta sẽ dựa vào những yếu tố như thế này, đặc biệt là những người mà từ trên 45 tuổi mà có thêm những yếu tố này nữa, là chúng ta đi xét nghiệm. Và trước khi mà chúng ta đi xét nghiệm ấy, thì sẽ có một cái bảng để mà chúng ta tự test tại nhà. Thì bác sĩ Ngọc có làm cho chúng ta một cái bảng này rồi, và chúng ta chỉ cần nhập một số những cái thông tin vào trong cái bảng này là chúng ta đã biết mình có nguy cơ bị tiền tiểu đường hay chưa. Thì cái bảng này ấy, nó là một cái bảng test về cái kiểm tra nguy cơ chúng ta có bị tiểu đường hay không. Và mọi người có thể là vào trong cái trang drngoc.vn và chúng ta kích vào cái chỗ là sàng lọc về cái tiền tiểu đường hay là tiểu đường đấy. Thì chúng ta sẽ chọn một số những cái chỉ số ở trong đấy có tuổi, có giới tính, có cái tiền sử về đái tháo đường hay là gì đấy ở gia đình ấy. Thì mọi người điền vào trong đấy và sau đó thì nó sẽ ra cho mọi người một cái kết quả, cái điểm số của mọi người. Và nếu như mà chúng ta trên 5 điểm là cái nguy cơ mọi người bị tiền tiểu đường rất là cao, thì lúc đấy chúng ta sẽ nên đi cái kiểm tra hay là cái xét nghiệm. Thì bác sĩ Ngọc sẽ để cái đường link của cái trang web đấy ở dưới cái comment này, hoặc là chúng ta vào thẳng trực tiếp là drngoc.vn thì nó sẽ ra ở cái chỗ đầu tiên của chúng ta để chúng ta kiểm tra luôn. Cái cuối cùng nữa để mà chúng ta sẽ biết về cái tiền tiểu đường nữa, đấy là những cái mà chúng ta hiểu về cái bệnh lý và làm sao mà chúng ta có thể là chúng ta phát hiện. Và khi mà chúng ta biết được rồi ấy, thì nó sẽ có là cái cuối cùng bác sĩ Ngọc cũng muốn chia sẻ với mọi người, đó là có cách nào để chúng ta đảo ngược về cái tiền tiểu đường hay không. Thì khả năng thì mình sẽ làm một cái video
chuyên sâu, nói rất là sâu về cái đảo ngược với cái tiền tiểu đường này, và cũng sẽ có một cái chương trình liên tục 3 ngày để giúp cho mọi người làm sao mà chúng ta thay đổi được chế độ ăn và luyện tập để đảo ngược cái vấn đề tiền tiểu đường này. Thì cái đấy là những cái chương trình chuyên sâu, mặc dù là nó hoàn toàn miễn phí nha, bác sĩ Ngọc sẽ làm những cái chương trình này. Tuy nhiên thì ở đây bác sĩ Ngọc sẽ là hướng dẫn cho mọi người một số những cái ý chính để mà chúng ta làm ngay lập tức. Cái đầu tiên đó là giảm cân nếu như mà chúng ta thừa cân. Cái nguy cơ mà dẫn đến tiểu đường hay là cái việc mà kháng insulin nó là do cái việc mà thừa cân, đặc biệt là béo bụng. Chính cái lớp mỡ mà nó bao bọc những cái cơ quan nội tạng của chúng ta, nó là cái nguy cơ làm cho chúng ta bị cái đề kháng insulin và dẫn đến cái việc mà tiểu đường của chúng ta hay là đái tháo đường đấy. Thì cái đầu tiên nếu như mà chúng ta có thừa cân, giảm cân ngay lập tức. Cái thứ hai là tránh tất cả những cái đồ ngọt, đường hay là những cái tinh bột mà có chỉ số đường huyết cao. Ví dụ như là nước ngọt, chúng ta thay toàn bộ nước ngọt, nước uống có ga, nước ngọt, kể cả nước ngọt mà không có calo thì chúng ta cũng nên tránh ra tất cả những cái đấy, và chúng ta thay thế bằng nước lọc trà, thì đấy là những cái mà chúng ta sẽ là sử dụng, nó sẽ là tốt hơn cho chúng ta. Tất cả những cái loại mà bánh ngọt, kẹo ngọt thì chúng ta cũng nên tránh ra, bởi vì đấy chính là cái nguyên nhân mà nó làm cho chúng ta dễ chuyển từ cái tiền tiểu đường sang cái bệnh lý về tiểu đường. Một số những cái thực phẩm, cái đồ ăn của chúng ta, tinh bột của chúng ta thì chúng ta nên tránh tất cả những cái tinh bột mà có chỉ số đường huyết cao. Ở đây thì thường nó liên quan đến ngũ cốc tinh chế, chính là cái mà ngũ cốc mà chúng ta xay sát mà kỹ quá ấy. Ví dụ như là gạo trắng xay sát kỹ này, hay là một số là cái lúa mì mà xay sát kỹ này, thì chúng ta thay thế bằng cách là chúng ta ăn ngũ cốc nguyên hạt như là gạo lứt hay là bánh mì đen. Một số những cái loại hạt mà nó còn nguyên ngũ cốc nguyên hạt đấy thì nó sẽ hạn chế cái việc mà nguy cơ chuyển thành cái đái tháo đường của chúng ta. Đối với những cái thực phẩm mà cái chất béo hay là cái protein ấy, thì mọi người cũng nên hạn chế cái nhóm mà chất béo bão hòa hay là cái thịt đỏ, trâu, thịt bò, thịt cừu, dây ấy, tức là cái loại mà có 4 chân ấy, và chúng ta chuyển sang những cái loại mà có 2 chân như là gà hay là không có chân như là cá thì nó sẽ là tốt hơn đối với những người mà liên quan đến bệnh tiểu đường. Thì đấy là một số những cái chia sẻ của bác sĩ Ngọc về cái bệnh lý về tiền tiểu đường, hy vọng là chúng ta sẽ hiểu về nó. Thực ra là nếu như mọi người mà xem được cái đoạn này là chúng ta có một cái kiến thức nó vô cùng hữu ích để mà chúng ta sẽ dự phòng được cái bệnh lý như này. Nên nếu như mọi người mà đã xem được đến cái đoạn này thì mọi người có thể là comment cho bác sĩ Ngọc là đã xem hết video. Và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.